Chương Vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 59 Ngũ Tuyệt Ma Dương. Nguyên tác Thượng Hoàng Đỉnh, diễn và đọc Chương Vũ. Độc Cô Thanh Tùng vượt thêm 8 bậc thang nữa, lên khỏi hẳn mặt nước nhìn sát cha ở dưới nách, chàng cười nói: "Già già thấy chưa, còn thoát nạn rồi đó." Nhưng xong tiếng cười của chàng lại ngừng ngay, vì xác chết ở dưới nách truyền cảm giác lạnh ngắt sang mình của chàng, làm chàng tỉnh ngộ. Chàng chưa thể cho mình là thoát nạn được. Bất quá chàng chỉ thoát khỏi Minh Đầm, rời khỏi Minh Đầm để đến một nơi khác vậy thôi. Ngoài cái lợi trầm mình ở trong nước lạnh, chưa thấy một tia hy vọng nào hơn. Tuy nhiên chàng không nản lòng, đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy một dần sáng xanh nhạt không rõ do vật gì phát xuất từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, rọi rõ mấy bậc thang đá tại trong vách núi. Tận đầu thang lại là một vách đá chắn ngang không còn lối đi nữa. Chàng có cần tìm hiểu vật gì phát xuất ra ánh sáng hay không? Tâm tư của chàng chú trọng trọn vẹn vào tấm đá chắn ngang đầu thang, chàng lại thất vọng thêm một lần nữa. Nếu không có lối thông, chàng phải chịu giam cầm tại đây chờ đến lúc đói rã người mà chết. Như vậy có sự thay đổi may mắn gì đâu. Thay vì chết ngập ở trong nước lạnh của Minh Đầm, chàng sẽ chết đói nơi đường thang này, chết dần chết mòn, đếm từng ngày từng giờ mà chết. Ôm sát cha già, Độc Cô Thanh Tùng lần theo mấy bậc thang tiến lên cho đến tận đầu thang. Chàng nhận ra ngay ánh sáng phát màu xanh xuất từ hai chữ rất lớn: Minh Thất. Đọc hai chữ đó chàng rùng mình thầm kêu khổ. Rời Minh Đầm để đến Minh Thất sao? Thì ra mình vẫn còn lẩn quẩn trong khu vực U Minh gian sao của Diêm Chúa. Chàng thừa người ra đứng lặng một lúc, mắt lơ đãng nhìn tới nhìn lui, nhưng không chú ý đến sự vật xung quanh đó. Bất thình lình chàng chồm người đến, nhìn lơm lơm vào vách. Nơi đó có dấu vết như một giọng cửa. Đắn đo một chút, chàng giơ tay xô thử, hình giọng cửa vẫn trơ trơ. Chàng bắt đầu quan sát một vòng theo dấu vết hình giọng cửa, tìm thấy một chỗ mà chàng cho rằng là cơ quan mở đóng của cánh cửa. Không ngần ngại, chàng đưa tay ấn thử vào xem. Một thứ tiếng rột rạc bỗng kêu vang lên. Hình giọng cửa rung rinh, rồi từ từ mở vào trong. Bản cửa dài độ 5 thước mở ra, một luồng gió lạnh bên trong thổi ào ra ngoài rất mạnh. Cô Thanh Tùng không đề phòng bị gió đẩy chao người xích ngã nữa. Chàng phải lùi xuống hai bậc thang mới đứng vững. Hơi lạnh làm cho chàng run run cả người. Chàng cười khổ. Mình thất thì phải lạnh, nơi đây thì cái gì cũng lạnh. Mình còn sống đây mà cũng thấy lạnh, nếu chết đi thì hồn lại còn lạnh thế nào nữa. Chàng dung mình xua đuổi bớt khí lạnh ở trong người ra khỏi, bước lên chỗ cũ, thò đầu qua khung cửa nhìn vào. Chính giữa thạch thất có một chiếc giường rất dài, chiều ngang rất hẹp, bằng đá màu đen ngòm. Chàng phát giác ra chiếc giường đó phát xuất luồng gió lạnh. Ngoài chiếc giường ra, Độc Cô Thanh Tùng không thấy một vật gì khác. Chàng lo sợ, dù chàng có thể chịu đựng được khí lạnh trong Minh Thất, nhưng ít ra cũng phải có vật gì để ăn, để uống mới lây lấp qua ngày được. Tại đây không có một thực vật gì, dù sống dù chín, chàng mới làm sao? Chàng thừa hiểu không phải chỉ trong thời gian ngắn chàng có thể tìm được lối thông ra thế gian, nếu quả thực là có lối thông ra. Thành thử lọt vào Minh Thất, vấn đề quan trọng nhất của chàng là thực vật. Chàng bước tới gần chiếc giường, linh tính báo cho chàng biết nơi đây chỉ có một chiếc giường duy nhất. Hẳn phải là có một nguyên do gì đó, nếu không ai lại đặt nó vào đây làm gì, trong khi không có một vật nào khác. Dù đây là một ngọa thất thì ít ra cũng phải có một vài vật dụng nữa chứ. Chàng cần quan sát chiếc giường xem có gì lạ hay không. Vừa đến gần chiếc giường, chàng sửng sốt trông thấy hai hàng chữ khắc ngay nơi chính giữa sàn giường. Chữ viết như thế này: Minh thất không người, ai ở là chủ, không cần ăn uống, đừng sợ chết rủ. Độc Cô Thanh Tùng ạ lên một tiếng kinh dị, đọc tiếp mấy chữ sau cùng viết: Luyện tinh thần,
tẩy cốt tủy để sớm thành bậc đại tài. Chàng tỉnh ngộ, à, thì ra nơi đây không phải là một trụ sở của một nhân vật nào cả, mà là một chỗ luyện công. Chiếc giường kia là chỗ luyện tinh thần tẩy cốt, nếu nằm lên đó, dẫu không ăn uống vẫn no thoải mái. Trước mắt không lối thoát, ở lại thì cần phải ăn, nhưng lấy gì mà ăn? Cần phải sống mà không lo cái ăn. Chỉ có cách là Độc Cô Thanh Tùng lên giường kia mà nằm, để khỏi còn nghĩ đến vấn đề ăn uống. Chàng tặc lưỡi tỏ vẻ bất mãn để khỏi lo, nhưng bắt buộc phải làm như vậy. Còn biết phải làm sao hơn? Chàng lẩm nhẩm nói, đành vậy thôi, luyện thì luyện, tẩy thì tẩy. Bao nhiêu công phu tu vi từ trước đến giờ có lẽ phải bỏ hết để bắt đầu luyện lại, khi nào xương khô thì thôi. Chàng nhếch nụ cười khổ mang sát của thánh kiếm vũ sĩ đặt ở trên giường. Bạn ghé xuống một bên, chàng nằm nghiêng đưa tay loàn ở dưới cổ của phụ thân, một tay đặt ra trên giường, rồi ôm giữ cái xác chết như sợ người ta cũ mất vậy. Chàng chống chọi với cơn lạnh tại Minh Đầm hai lượt, chàng lại phải ngụp lặn ở trong đường hang, rồi để đến Minh Thất. Dù thân thể của chàng có là sắt đá đi chăng nữa, cũng phải hao mòn, huống chi cũng xương cũng thịt như người thường thôi. Võ công cao tuyệt thì cũng chỉ giúp cho chàng duy trì đến giới hạn nào đó thôi. Sau cùng chàng cũng phải mỏi mệt. Lúc chàng lên giường nằm thì thân thể đã rã rời từng bộ phận. Chàng muốn ngủ một giấc, nếu không nữa thì cũng phải vận công điều tức khôi phục ngưng thần. Nhưng chàng không thể làm gì được, hơi lạnh bốc ra từ chiếc giường, làm cho chàng tê cống xác thịt lẫn tinh thần, lạnh hơn nước ở trong Minh Đầm gấp mấy lần. Chàng thấy nếu cứ bất động mãi, mà phải chịu sức lạnh xâm nhập vào người thì máu sẽ đông, huyết sẽ đứt, tim ngừng đập mà chết mất. Chàng cố gắng vận tụ phần chân khí còn lại, điều động qua các huyệt mạch xua đuổi khí lạnh ra ngoài. Chàng làm một cuộc kiểm điểm chân lực ở trong người, thấy tiêu hao quá nhiều, phần còn lại rất mong manh. Nếu chàng không xua đuổi nổi lạnh ra ngoài thì phần còn lại sẽ tiêu tan mất. Chàng cầm chắc cái nguy ở trong tay, biết vậy mà chàng vẫn phải làm, vì không còn cách nào hơn. Vả lại khí lạnh dù bị xua đuổi ra ngoài, cơ thể vẫn bị suy nhược như thường, ít ra cũng phải nhập định một lúc cho mọi xáo trộn cơ thể vừa qua lắng dịu lại, ngưng thần dần dần rồi khôi phục. Song dường như chiếc giường có một công hiệu nhiễm màu, thay vì cơ thể suy nhược theo sự tiêu mòn của chân lực, chàng cảm thấy khỏe khoắn vô cùng. Khí lạnh từ từ thoát ra, tinh thần dần dần sảng khoái trở lại, chân lực thay vì tiêu tan lại phục hồi dồi dào. Chàng không còn thấm thía với cái lạnh do chiếc giường phát ra nữa. Chàng mừng rỡ vô hạn, niềm thất vọng tan biến nhường chỗ cho sự phấn khởi tăng lên. Bây giờ chàng mới biết chỗ quyền diệu của chiếc giường. Nằm ở trên đây mà luyện tinh tẩy cốt không phải để cho thân hình khô đét như chàng tưởng, trái lại tạo cho thân thể một sức chịu đựng vô biên. Chàng vận dụng phương pháp luyện cửu âm thần công của Đông Hải Kỳ Tẩu bắt đầu luyện. Sau một lúc lâu, chàng lại theo phương pháp luyện cương khí của địa tướng mà tiếp tục luyện. Lúc đó Độc Cô Thanh Tùng không khác nào một tên học trò ôn bài, bắt đầu từ sở học sơ đẳng ôn dần đến cao đẳng qua đủ các môn. Khi chàng ôn đủ một dòng sở học, chàng nghỉ ngơi một chút. Ở trong người chàng sảng khoái vô cùng, chàng hoàn toàn tỉnh hẳn. Đột nhiên chàng có ý nghĩ, tại sao ta không tu luyện quá quyết công của Quyết Ảnh Tử Du Hồi? Nếu ta đạt đến mức độ tinh di độc đáo thì càng hay chứ sao? Dù đó là một môn tà công, song có phải là tà công nào cũng đều ác độc đâu? Vậy chứ Quỷ Phủ Âm Công không phải là một môn tà công sao? Có ác độc chăng là do con người sử dụng, chứ môn công đâu có trách nhiệm gì. Con dao kia dùng để giết người thì cũng là vũ khí tàn độc, nhưng dùng trong cuộc sống hàng ngày thì nó lại là một vật vô cùng cần thiết. Mình không nên quá cố chấp vì danh từ về xuất xứ mà bỏ đi một môn tuyệt học. Nghĩ là làm liền, chàng theo bí quyết ghi nơi vách đá.
trong lòng động bên ngoài đế cốc và bắt đầu luyện hóa quyết thần công. Chàng không cần ăn, không cần uống mà vẫn không thấy đói khát gì cả. Hơn nữa chàng không nghe mệt mỏi. Mặc dù chàng cố luyện, luyện mãi, không kể ngày đêm. Bây ở nơi đây biết thế nào là ngày, thế nào là đêm mà nhận định. Chàng chỉ biết là mình luyện không ngừng, thỉnh thoảng lại ước độ thời gian cho có một ý thức vậy thôi. Qua một thời gian không rõ là bao nhiêu, đến bao nhiêu ngày, Độc Cô Thanh Tùng nghe ở trong người ấm áp lạ thường. Chiếc giường đang lạnh, chàng đang nằm không còn gây khó chịu nữa. Tay lại nó ấm áp như nệm thúy trong địa ngọc cung vàng. Rồi dần dần chàng cảm thấy khí huyết lúc bình thản, lúc sôi trào, trong chốc lát rồi lắng dịu trở lại. Những lúc khí huyết sôi trào, chàng ngưng luyện, đợi khi lắng dịu chàng tiếp tục trở lại. Bỗng một hôm chàng nhìn thấy thân hình của mình, thấy trông như pha lê. Chàng kinh hãi, đưa một cánh tay lên ngang tầm mắt để nhìn. Chàng càng kinh hãi hơn nữa khi nhìn rõ những vật ở bên kia cánh tay xuyên qua làn da thịt. Chàng thầm nghĩ, mình luyện thành quá quyết thần công rồi sao? Có lẽ nào một môn kỳ công tuyệt học như vậy mà mình có thể luyện thành một cách dễ dàng và nhanh chóng? Xưa cần phải có một thời gian xích soát trăm năm, diêu hồi mới luyện được thân hình thành quyết ẩn. Còn mình bất quá chỉ có mấy hôm thôi lại đạt được một kết quả phi thường. Chàng không tin là mình thành công quá nhanh chóng và quá dễ dàng như vậy. Chàng có biết đâu, nhờ những cuộc kỳ ngộ, chàng vượt đến hết sức nhanh chóng, gần như là có một sức nhiệm màu nào đó giúp sức. Thành ra cái căn cơ tạo tựu nơi chàng ngang bằng với những bậc tu vi hàng trăm năm dài đằng đẵng. Bằng vào căn cơ đó, chàng có thể luyện một môn kỳ công thu lượm kết quả trong 5-10 hôm hoặc là một vài tháng, trong kỳ những cao thủ khác phải cần hàng 5-10 năm, 20-30 năm mới có thể đạt mức quả hậu. Ở đây về quyết ảnh công, chàng thành tựu sớm là một phần nhờ nơi căn cơ, phần lớn nhờ bí quyết chân truyền, không như dạng cực đế quân chỉ lượm lặt một vài hiểu biết về truyền thuyết. Dù vậy lão vẫn luyện được một thứ công lực lợi hại, tuy không đạt đến tuyệt đỉnh như chàng. Cái kết quả thân hình biến thành quyết ảnh đã quá hiển nhiên, chàng không muốn tin cũng không được. Chàng không thể dằn được sự thích thú dâng trào, chàng reo lên. Độc Cô Thanh Tùng, Độc Cô Thanh Tùng, ngươi là trưởng môn nhân đời thứ ba của Quỷ Phủ. Ngươi là đồ đệ của Địa Tướng, ngươi là truyền nhân của Thần Phong Đại Đế Độc Cô Thanh Tùng. Bây giờ ngươi luyện thành quá quyết công, ngươi sẽ là cung chủ quyết ảnh cung nữa sao? Chàng lại lắc đầu thầm nghĩ. Mình sẽ là truyền nhân của quyết ảnh tử Diêu Hồi sao? Xưa kia Diêu Hồi liên thành quyết ảnh, giết người hàng ngàn hàng vạn, trở thành kẻ thù công cộng của toàn thể võ lâm. Nếu mình thành một truyền nhân của Diêu Hồi, chẳng những mình thừa kế một tà công, mà mình còn thừa kế luôn mối thù công cộng trên giang hồ. Mình có chịu như vậy không? Thanh danh mình còn gì? Từ bao lâu rồi võ lâm chánh phái đặt kỳ vọng vào mình, giờ mình gây nên sự công phẫn cho toàn thể võ lâm hay sao? Chàng cương quyết nói, không, ta không cần luyện quá quyết thần công nữa. Ta muốn làm truyền nhân của Du Hội, ta rất sợ anh hùng hào kiệt quy quán trách vậy ta. Chàng nắm chặt hai tay rồi gằn giọng, không, Độc Cô Thanh Tùng, ngươi không được tiếp tục luyện nữa. Chàng nghĩ nếu mình là một truyền nhân của quyết ảnh tử Du Hội, thì mặt mũi nào trở lại Quỷ Phủ Âm Cung? Mình còn mặt mũi nào nhìn Địa Tướng? Cũng như chàng sẽ ăn nói làm sao với công chúa tại đế cung. Luyện quá quyết công là chàng mất hết những người thân. Chàng cắt liên lạc với Dĩ Vãng để trở thành một con người mới, con người vô sĩ không hơn không kém. Chàng quyết định bỏ luôn, không cần luyện tiếp, mặc dù kết quả hết sức là tốt đẹp rồi. Bất quá chàng chỉ cần kiểm soát để sửa chữa một vài sơ hở là chàng đã hoàn toàn đạt đến mức quả thần. Chàng sẽ thành công ngang với quyết ảnh tử Du Hội. Theo quyết định đó, chàng ngưng luyện thật sự. Chàng dung tay làm một cử động cho đỡ bãi quải, bất giác chàng quơ nhầm cái xác của Thánh Kiếm Vũ Sĩ. Chàng nhớ đến cái chết của cha, chàng nhớ tới cảnh lao lung của mẹ, chàng nhớ đến cái khổ của các vị thúc bá, rồi chàng nhớ đến thực tại của mình cũng bị cảnh tù cấm, không hy vọng gì thoát khỏi.
Chỉ còn một cách duy nhất là chàng phải luyện quá quyết công để biến thành một cái bóng ma mới có thể vượt khỏi nơi đây, vượt khỏi cái minh thất này được. Hữu hình, vô thể. Mấy tiếng đó cứ lởn vởn trong đầu của chàng mãi, khiến chàng do dự, sự quyết định vừa rồi không còn vững chắc nữa. Luận theo đạo nghĩa, chàng không nên tiếp tục luyện quá quyết công nữa. Nhưng biến phải quyền, công việc cứu người cũng là một khía cạnh từ bi bác ái. Huống chi, sự bác ái đó còn gồm hiếu và nghĩa. Chàng đắn đo mãi, lúc thì muốn bỏ, lúc lại thấy cần tiếp tục. Ngã bên nào chàng cũng có lý vững chắc, chàng bị nhồi ở giữa cái mâu thuẫn đang xáo trộn tâm tư chàng. Cuối cùng, theo bản năng tự tồn, chiến thắng mọi tạp niệm, ý chí cứu người lấn áp mọi thắc mắc, chàng nhủ thầm. Luyện quá quyết công cốt yếu thoát khỏi nơi đây, hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ. Khi hành hiệp trên giang hồ, ta đừng sử dụng nó để hành động phi nghĩa, như vậy có đáng tội gì đâu. Ngày xưa quyết ảnh tử du hồi dùng nó để giết người, ngày nay ta dùng nó để cứu người, như vậy còn ai trách ta được? Chàng cương quyết tiếp tục luyện. Không bao lâu sau, chàng đạt đến mức quả hậu. Mỗi khi vận khởi quá quyết thần công, thân hình biến thành một quyết ảnh, thể chất tan mất trong không gian. Chàng xê dịch như một bóng ma hình quỷ ẩn hiện khôn lường. Biến được thành một quyết ảnh, chàng nghĩ đến chuyện thoát đi. Bóng chàng chỉ thoát một mình, không sao đem được cái xác của thánh kiếm vũ sĩ theo. Chàng ngậm ngùi ôm xác cha mắt nhòa lệ thảm, lưu luyến một lúc, đoạn xuống thang, chui mình vào nước, theo đường hang trở lại Minh Đầm, bay lên miệng hố vượt qua khe hở. Chàng di động rất dễ dàng, vì chàng chỉ còn là một cái bóng, muốn to muốn nhỏ tùy ý, bất cứ nơi nào có lỗ hổng chàng đều qua được cả. Qua khỏi khe hở, chàng thu hồi quyết ảnh không trở lại nguyên hình. Gương mặt của chàng lúc đó lạnh lùng vô tưởng, không một cảm nghĩ nào hiện lên rõ rệt, chứng tỏ chàng vui hay buồn, thỏa nguyện hay bất mãn. Nơi chàng thoát lên là một mô đá cách thạch thất của Từ Diện Diêm Quân độ 50 thước. Chàng mặc vào người chiếc áo màu tro, đoạn đứng lặng người một lúc, chàng thầm nghĩ. Thay như người chết đã sống lại, ta sẽ ra sao? Ta sẽ thành tựu theo ý nguyện, hay ta tự đào hố chôn mình đây? Chàng vẫn còn bị môn tà công quá quyết vừa luyện ám ảnh mãi ở trong đầu không thôi. Chàng đứng tại chỗ bất động không biết bao nhiêu lâu, bỗng thấy ba người mặc áo đỏ từ xa đi tới. Độc Cô Thanh Tùng không cần suy nghĩ cũng biết ngay đó là bọn Hồng Y sứ giả trong quyết ảnh cung. Chàng hừ nhẹ mấy tiếng rồi thôi. Bọn này bỗng nhiên dẫn sát đến nạp mạng đây. Bọn Hồng Y sứ giả trông thấy chàng, nhưng vì còn cách xa nên chưa nhận ra được là quen hay lạ, cùng nhau ả lên một tiếng tỏ vẻ kinh ngạc. Một tên lẩm nhẩm nói: Tiên sư, hôm nay có khách đến viếng sao vậy? Người này là ai vậy kìa? Từ bao giờ đến bây giờ tiên sư có tiếp vị khách nào đâu? Hai người này là một đồ để của tiên sư vậy? Một tên kia lên tiếng đáp: Tiên sư không có thân thích bằng hữu, nhất định người này không phải là khách rồi. Giá lại người này còn nhỏ tuổi, rất có thể là một đồ đệ đâu. Tên thứ ba tiếp nói: Tiên sư có thu nhận đồ đệ sao? Họ tiếp tục bàn luận mỗi người một câu. Ta không nghe tiên sư nói là có đồ đệ đâu ạ nha. Người này đến bất ngờ như vậy hẳn có duyên cớ gì quan trọng lắm đó. Không biết hắn là ai, làm sao đoán được là việc gì? Độc Cô Thanh Tùng nghe rõ chúng đối đáp với nhau như thế, chàng lạnh mặt như tiền, từ từ bước tới, định bụng đón đầu bọn này, hỏi dò mấy điều cho biết hư thực nơi quyết ảnh cung. Khi còn cách nhau ba trượng, chàng nghe một Hồng Y sứ giả thốt với hai tên đồng bọn: Ta nghĩ người này từ Thanh Thành Sơn tới đây báo tin tức gì đó. Một tên lên tiếng hỏi: Làm sao huynh biết kỹ vậy? Tên đó lên tiếng đáp: Các huynh há không nghe Vạn Cực Đế quần triệu tập đại hội kim đỉnh tại Vọng Nguyệt Bình trên Thanh Thành Sơn sao? Lão ấy muốn chiếm ngôi võ tôn trong thiên hạ, khuất phục quần hùng, nắm quyền sai sử. Bất ngờ Lâm Y lão tổ và địa tướng lão nhân xuất hiện đương đầu, hai vị đó công dự
tu vi thâm hậu từ trăm năm trở lên. Dạng cực đế quân sợ mình thắng không nổi hai tên đại kình địch, nên xài thuộc hạ tới đây để vấn kế với tiền sư. Ngoài ra lại còn có hai thiếu nữ theo địa tướng lão nhân, nàng nào cũng am hiểu đại đế thần phong chưởng pháp. Với một lực lượng ghê gớm như địch vậy, dạng cực đế quân phải lo ngại không ít. Nếu mất chiếc kim đỉnh làm sao mà lão ra hiệu lệnh quần hùng được đây? Một tên gật đầu nói, Quỳnh nói chi lý lắm đó. Độc Cô Thanh Tùng nghe xong mừng thầm ở trong bụng. Ngồi võ tôn chưa định hẳn về tay của ai, chàng còn có thể đoạt lại được chiếc kim đỉnh mà không sợ quần hùng kết tội. Bất quá sau khi đoạt được rồi, chàng lại triệu tập đại hội võ lâm để cho các môn các phái quyết định giao chiếc kim đỉnh về tay ai. Về ai chàng cũng vui lòng cả, nhưng nhất định không để chiếc kim đỉnh lọt về tay của dạng cực đế quân. Còn hai thiếu nữ đi theo địa tướng, chàng tin chắc rằng là nàng Lan và nàng Thu, đồ đệ của công chúa Bá Mẫu, chứ không còn ai khác nữa. Luận theo tính tình, chàng thấy rõ nếu bằng vào võ công của dạng cực đế quân không thể nào thủ thắng nổi, lão phải dùng âm mưu sâu độc may ra mới thành công. Nhưng Lâm Y lão tổ là người tài trí kim toàn, quyết chẳng bao giờ để cho địch ám toán được. Chàng thở phào nhẹ nhõm, chàng tưởng đâu lúc chàng ở tại Minh Đầm và Minh Thất thì trên thế gian cục diện đã thay đổi nhiều rồi. Chẳng hạn như đại hội kim đỉnh tại Vọng Nguyệt Bình kết thúc, dạng cực đế quân tọa nguyện, Lâm Y lão tổ, địa tướng lão nhân hoặc không đến dự hội kịp thời gian đã định, hoặc đã thất bại rồi. Nhưng sự việc chưa ngã ngũ như thế nào, chàng còn có dịp nhúng tay vào đại hội. Khoảng cách giữa chàng và bọn hồng y sứ giả chỉ còn có một trượng. Chàng cất tiếng trước. Các ngươi là hồng y sứ giả trong Huyết Ảnh Cung. Bọn hồng y sứ giả giật mình không rõ tại sao người lạ mặt lại biết bọn họ, liền vội hỏi lại. Các hạ là ai vậy? Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng nói. Ta là ai? Các ngươi không cần vội biết. Ta muốn các ngươi chỉ cho ta biết Huyết Ảnh Cung ở đâu. Bọn hồng y sứ giả không đáp, chỉ hỏi lại. Các hạ là bạn hay thù vậy? Độc Cô Thanh Tùng càng lạnh lùng hơn nói. Đừng vội tìm hiểu ta là bạn hay thù, hãy đáp câu hỏi của ta trước. Bọn hồng y sứ giả biết ngay đối tượng đến đây không có ý lành rồi. Cả ba đưa mắt ra hiệu cho nhau. Đoạn một tên gằn giọng thốt gọn. Phàm là người ai cũng có tên, hãy xưng tên rồi muốn nói gì nói. Độc Cô Thanh Tùng vẫn giữ giọng lạnh lùng như cũ nói. Ta tưởng các ngươi không nên biết ta là ai, bởi như vậy thì có lợi hơn. Hay chỉ cho ta biết Huyết Ảnh Cung nằm ở đâu là đủ rồi. Bọn hồng y sứ giả không còn nghi ngờ gì nữa. Đối tượng đúng là thù chứ không phải là bạn. Chúng liền có thái độ ngay. Chúng bật cười ha hả cao ngạo rồi đáp. Chừng như không thích sống nữa mới dẫn xác tới đây ha. Tìm Huyết Ảnh Cung. Huyết Ảnh Cung ở tại Âm Gian địa phủ. Muốn tới đó thì hãy xưng tên đi, rồi bọn ta đưa đến. Nhưng đưa hồn ngươi, còn xác thì phải bỏ lại đây thôi. Một tên gằn giọng nói. Nếu muốn sống hãy chịu lỗi với bọn ta rồi trở về gấp. Bọn ta sẽ không chấp sự ngông cuồng ngu dốt của ngươi đâu. Một tên khác biểu môi nói. Rõ ràng là đáng thương hại. Đời người có trăm đường ngàn nẻo, nẻo sống không đi lại mù quáng, chui vào nẻo chết. Độc Cô Thanh Tùng thản nhiên trước thái độ cao ngạo của bọn chúng. Chàng lên tiếng hỏi nhẹ. Các ngươi nhất định muốn biết ta là ai. Ta chỉ sợ nghe xưng danh rồi thì các ngươi lại hối hận. Một tên hồng y sứ giả cười khanh khách. Tiểu tử ngươi công cuồng đến như thế sao hả? Độc Cô Thanh Tùng quát mắt, quét qua một tia nhìn, khiến cho cả ba rợn cả người như chạm phải điện vậy. Chúng buộc miệng kêu lên. Nhãn lực của ngươi cũng khá lắm đó. Độc Cô Thanh Tùng nhếch mép, vẽ nửa nụ cười khinh ngạo nói. Huyết Ảnh Cung ở đâu? Chàng bước tới hai bước, ánh mắt lạnh nhìn trừng vào đối thủ. Trong lúc quá sợ hãi, một tên hồng y sứ giả mất cả sự dè dặt kêu lên. Tại... Nhưng hắn chưa kịp lấy lại sự bình tĩnh, đã đổi giọng ngay. Tại Âm Gian địa phủ. Hắn chưa buông dứt câu cuối cùng
thì tay đã bay tới liền và hắn quát: "Ta giết chết thằng tiểu tử này cho rảnh mắt đi." Độc Cô Thanh Tùng giống lên một tràng cười ghê rợn. Chiếc bóng màu tro khẽ chớp động, đại đế thần phong trưởng bỗng rút ra liền. Ba tiếng rú cùng vang lên một lượt, ba thể xác nằm rợp cục trường thất khiếu ra quyết. Độc Cô Thanh Tùng không buồn nhìn xác của chúng từ từ tiến bước về phía thạch thất. Ngay lúc này một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện. Người đó dẫn chiếc áo đen trạc độ trung niên. Hắn quan sát Độc Cô Thanh Tùng từ đầu đến chân đoạn hỏi: "Ngươi là ai?" Hắn là một trong tám tên hắc y tôn giả đã từng bao vây chàng tại khu rừng. Chàng cười thầm cho rằng quan gia gặp quan gia, nhưng chắc chắn hắn không nhìn ra chàng. Chàng cười nhẹ nói: "Ngươi đoán thử xem." Hắn lại quan sát Độc Cô Thanh Tùng một lượt nữa. Gương mặt của hắn lạnh như tiền. Hắn đáp: "Ta đoán làm gì? Ngươi là ai cũng mặc, hãy lạ mặt tới đây. Bất cứ là ai, ta phải hỏi." Hắn trầm giọng: "Ngươi tìm tiên sư ta?" Độc Cô Thanh Tùng không còn đeo mặt nạ nữa, làm sao mà hắn nhận ra. Chàng cười lạnh nói: "Muốn biết ta là ai, đợi sau khi ta gặp Từ Diện Diêm Quân rồi ngươi sẽ biết mặt." Chàng cao giọng nói: "Từ Diện Diêm Quân đâu? Sao không ra tiếp ta?" Y tôn giả căm hận nói: "Ngươi không được phép gọi sách khóe tiên sư ta như vậy, phải có lễ độ một chút. Tiên sư ta hiện bận việc không tiếp được ngươi đâu." Độc Cô Thanh Tùng xì một tiếng rồi nói: "Bận việc gì cũng mặc, hãy gọi lão ra đây đối thoại với ta." Giọng nói của chàng cũng hết sức là nghiêm lạnh, khiến cho hắc y tôn giả giật mình. Hắn hấp tấp hỏi: "Ngươi là ai, ăn nói kiêu kỳ, không coi quy củ giang hồ ra gì cả vậy?" Độc Cô Thanh Tùng chưa kịp đáp, từ bên trong thạch thất một giọng nói vô cùng nhu hòa vọng ra: "Dù tôn giả, vô luận là ai tìm ta, bảo họ đứng bên ngoài chờ một lúc đi. Nếu họ không bằng lòng, người cứ theo quy luật của quyết cung mà sửa trị." Âm thanh đó đúng là từ Tử Diện Diêm Quân. Độc Cô Thanh Tùng nhận ra không khó khăn gì. Tên hắc y tôn giả được lệnh sắc mặt ngời vẻ hung ác, thì cao giọng nói: "Người có nghe tôn sư của ta nói gì hay không hả thằng tiểu tử?" Độc Cô Thanh Tùng bỗng bật cười to, tiếng cười cuồng dại. Chàng cười một lúc rồi đoạn quát lại trả lời: "Nghe chứ, nghe rõ lắm đó." Chàng cao giọng gọi: "Từ Diện Diêm Quân, hãy ra gặp ta, ta không thể chờ lâu đâu, ra ngay kẻo hối hận đó." Tên hắc y tôn giả sôi giận lách mình ra khỏi cánh cửa rồi hét lên: "Côn đồ, ở đâu bỗng dừng đến đây gây náo loạn nơi thạch thất của tiên sư ta? Người có biết chỗ này là chỗ nào không? Liệu mà giữ mồm giữ miệng kẻo chết uổng mạng đó." Từ bên trong thạch thất, hai tên hắc y tôn giả nữa theo ra. Tên đối thoại với Độc Cô Thanh Tùng vội quay lại hai đồng bọn rồi hỏi gấp: "Kiếm được không?" Hai tên lắc đầu: "Kỳ quái thật, đã mò khắp cùng mà sao không gặp xác của hắn. Nhất định là hắn không thể thoát đi được kia mà." Bọn chúng mình tám người luôn khuyên canh giữ nơi khe hở ở miệng hố, chẳng thấy ai ra vào. Hắn trốn đi đường nào được chứ? Ai vào lọt để cứu hắn? Một tên lên tiếng bạc: "Theo ta tưởng thì trong Minh Đầm có một loại vật chuyên ăn thịt người đó. Độc Cô Thanh Tùng đã bị loài vật đó xơi xác rồi chắc. Nếu không sao chúng mình tìm không thấy vậy?" Độc Cô Thanh Tùng hiểu ra ngay Từ Diện Diêm Quân đã ra lệnh cho bọn thuộc hạ mò xác của chàng. Bất giác chàng cười ha hả át cả tiếng nói của bọn hắc y tôn giả. Một tên quay lại trừng mắt nhìn chàng nói: "Người cười cái gì? Cười ai vậy?" Độc Cô Thanh Tùng ngưng tràng cười trầm giọng rồi hỏi lại: "Độc Cô Thanh Tùng đã chết, các ngươi còn mò xác chàng ta làm gì nữa?" Bọn hắc y tôn giả xì một tiếng nói: "Làm gì mặc bọn ta, ngươi hỏi làm gì chứ?" Độc Cô Thanh Tùng hừ mũi nói: "Nếu các ngươi bằng lòng cho ta biết lý do, ta sẽ tìm hộ xác Độc Cô Thanh Tùng cho." Bọn hắc y tôn giả sửng sốt trước lời đề nghị của chàng, xong chúng lấy lại sự bình tĩnh. Một tên phẫn nộ quát lớn: "Độc Cô Thanh Tùng lọt xuống Minh Đầm, bọn ta mò mẫm suốt ngày không thấy xác của hắn đâu. Ngươi là ai,
không phải là người trong bổn cung, làm gì tìm hổ được? Người có điên khùng hay không vậy? Độc Cô Thanh Tùng cất tiếng cười giòn. Chàng cười mãi không ngừng, đột nhiên chàng quát mắt, bắn tia nhìn nghiêm lạnh vào mặt ba tên tôn giả gằn giọng nói. Các người thật sự không nhận ra ta? Ba tên tôn giả hừ lạnh. Ai biết tới một tên vô danh tiểu tử như người chứ? Tùy đáp cứng như vậy, cả ba phải lùi lại ba bước trước khí thế hoài mãnh của đối phương. Họ phòng một sự bất trắc. Độc Cô Thanh Tùng rùng vai buông giọng nói. Ta là người mà các ngươi đang tìm sát đây. Ta là Độc Cô Thanh Tùng. Ba tên tôn giả hét lên. Không, không thể nào. Chẳng khi nào Độc Cô Thanh Tùng thoát khỏi Minh Đầm. Chẳng khi nào hắn có thể sống sót nổi đâu. Độc Cô Thanh Tùng hừ một tiếng rồi nói. Vậy mà ta thoát được đó. Vậy mà ta vẫn còn sống sót đây. Chàng cười mang dại, bước tới một bước, chúng quát lên ầm ĩ. Tiểu tử, ngươi là ai? Nói mau. Độc Cô Thanh Tùng càng cười lớn hơn. Ta là Độc Cô Thanh Tùng chứ còn ai nữa? Các ngươi không tin à? Chàng bước tới một bước dài, bàn tay hữu đưa ngay ở ngực một tên tôn giả. Tên đó vội dịch chân sang một bên để tránh né. Nằm ở trên giường lạnh trong minh thất, luyện liên tục mấy ngày đêm. Độc Cô Thanh Tùng tiến bộ không biết tới cảnh giới nào mà nói. Có thể nói hiện tại tài nghệ của chàng sánh với lúc chưa xuống Minh Đầm, cách biệt như là một trời một vực vậy. Dù cho tên hắc y tôn giả kia có bản lĩnh xuất sắc với Vạn Cực Đế Quân, hắn còn lâu mới là đối thủ của chàng. Huống chi hiện tại chàng đã luyện được quyết ảnh. Bọn hắc y tôn giả xuất xứ từ Quá Quyết Thần Công, mà chàng lại đạt tới mức quả hậu của môn võ công tổ sư của chúng. Thử hỏi chúng làm sao mà thủ thắng được chàng. Thấy đối phương chuyển bộ, chàng không đợi cho hắn trụ hình, bàn tay tả lập tức đưa theo quét ngay một phát. Chỉ nghe rẹt một tiếng, một đạo kình phong giúp tới có mãnh lực đập tan một hòn núi nhỏ, xuyên thủng đến tường đồng. Tên hắc y tôn giả chỉ còn kịp rú lên một tiếng giải chết, trong khi tên đứng bên ngoài kêu to lên, hàng mang chỉ. Phải, chàng sử dụng hàng mang chỉ pháp nhưng với một công lực thâm hậu gấp trăm ngàn lần hơn trước. Máu từ miệng của hắn giọt ra thành dòi, máu từ một lỗ hổng nơi ngực trào ra và thân xác từ từ ngã phịch xuống đất bất động. Độc Cô Thanh Tùng thấy máu sát khí càng ngút lên, càng bừng lên trên ánh mắt của chàng, chàng rít lên nói. Hàng mang chỉ, trừ Độc Cô Thanh Tùng ra trên đời này còn có ai biết sử dụng, người đã tin hay chưa? Trước kia nơi khu rừng, chàng đã tận dụng bao nhiêu tuyệt học, thế mà chẳng làm sao bức thoái được bọn hắc y tôn giả. Bây giờ chỉ một ngọn hàng mang chỉ, chàng hạ ngay một tên, đủ biết công lực của chàng tiến bộ khôn lường. Vừa thốt xong, chiếc bóng màu tro bỗng chớp động. Người của chàng sẽ tới trước một tên khác, giọng gằn tử khí nói. Hãy tiếp một chưởng của Độc Cô Thanh Tùng, chưởng môn đời thứ ba Quý Vũ. Bàn tay liền theo tiếng cuối, biến thành màu tím sẫm, màu tuyệt kỹ của Quỷ Phủ Âm Cung. Một trong hai tên tôn giả bỗng kêu lên, tử ấn chưởng của Quỷ Phủ, coi chừng đó. Tên hắc y tôn giả đối tượng đã vận khởi Quá Quyết Công. Bàn tay của hắn đỏ ngời dung ra, nghênh đón luồng âm phong đang quét tới. Quý thính giả thân mến, Ngũ Tuyệt Ma Dương phần 59, tác giả Thượng Quan Đỉnh đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 60 tiếp theo trong chương trình kỳ sau. Xin tạm biệt.